Hello, xin chào các bác. Hôm nay tiếp tục lên cho bác con máy bên Quy nữa này. Máy rất chi là ngon bổ rẻ luôn. Đấy. Máy chạy công nghệ DLB nhá. Nhặt sạch tay, máy đầy đủ cổng kết nối HDMI VGA này. Đó, audio các thứ đầy đủ luôn. Con này mã của nó là MS513B. 513B, MS513B nhá các bác nhá. Độ sáng của nó là 2700 lumen. Con này độ phân giải là 800-600. Các bác có thể dùng để chỉnh chiếu thuyết trình văn phòng này, hát karaoke này, chiếu quán này, đấy, dạy học đều được. Tương phản của con này thì nó là 13.000/1. Tương phản cũng rất là cao. Đấy, tương phản 13.000/1 nhá. Con này có cái chế độ Smart Eco, tiết kiệm điện. Đó. Eco Blank này nữa này. Đó. À, con này máy của nó là mới chạy được có hơn 700 giờ. Công suất bóng là 190W, tuổi thọ bóng đèn là 6500 giờ. Hôm trước em có lên cho các bác một con máy chiếu bên Quy. Còn đấy là nó là MX, còn đây là MS, độ phân giải là 800-600. Đó, con này các bác xem hết video em sẽ báo giá cho các bác. Máy còn rất chỉ là đẹp và sáng nhá. Em đã đang kết nối đây, bây giờ em sẽ chiếu lên màn để cho các bác xem. Đây, em đã chiếu lên màn cho các bác rồi này. Mở lên này. Đó, karaoke. Con này thì có loa ở trên máy luôn các bác nhá. Khi mà các bác cắm trực tiếp cổng HDMI vào thì là nó sẽ tự động, nó sẽ phát ra loa luôn. Đây, loa rất to. Đó, loa rất to nhá. Đó, đây em mới để mức 5 này. Đấy là mức trung bình của nhà sản xuất mặc định đó. Để cho các bác xem trong menu. Đây là cái chế độ em đang để trình hình trình chiếu của nó là 3:4. Con này để chế độ 3:4 nó sẽ là hình vuông. Nó có rất là nhiều chế độ trình chiếu. Đây các bác có thể nhìn thấy này. 3:4 này, 16:9 này, 16:10 này, auto là tự động. Đấy. Ngoài ra con này nó cũng có 3D, có thể xem phim 3D được các bác nhá. Đấy, các bác mua kính thì nó sẽ xem phim được 3D. Đó. Rất là nhiều các cái tính năng hay. Đấy. Con này thì là nó không có tiếng Việt các bác nhá, chỉ có tiếng Anh thôi. Menu đây. Cái đầu vào là Full HD, em đang cắm Full HD nhá, con này nó nén lên Full HD được này. Đấy, đầu vào nó sẽ hiện lên 1080p 704 giờ nhá. Bây giờ em sẽ tắt điện đi để cho các bác nhìn này. Đó. Đẹp không ạ? Sáng đẹp luôn, lung linh luôn. Bây giờ sẽ rút cổng ra để cho các bác nhìn này, cổng kết nối ra để các bác nhìn này. Đó, trắng tinh luôn nhá. Đẹp đẽ trắng xinh. Không lỗi lầm gì cả. Rất chi là đẹp. Đấy, lại cắm lại. Cắm, các bác cắm các cổng kết nối vào nó mặc định nó sẽ tự nhận nhá. Đấy, khi đấy nó sẽ tự tìm kiếm các cổng. Đó. Đấy, con máy này thì để cho các bác cái giá rất chi là rẻ. 2.6 triệu. 2.6 triệu các bác nhá. Quá ngon luôn. Đấy, bác nào nhanh tay thì còn, không nhanh tay thì hết. Có duy nhất một con. Đấy. Rất chi là đẹp. À, thông số của nó độ sáng 2700. Độ phân giải 800-600, tương phản 13.000/1. Bóng đèn là công suất 190W. Tuổi thọ bóng đèn là 6.000 giờ, 6.000 rưỡi. Đó. Có 3D. Đây em sẽ mở một đoạn video khác để cho các bác xem. Đây, cái video này hội tụ đầy đủ luôn, màu sắc đỏ, xanh, trắng đầy đủ, da người, mặt người. Đó, rất chi là đẹp. Các bác mua về chiếu có thể bật điện nhá. Máy này có thể bật điện để chiếu xem được. Cái môi trường chiếu của nó là có thể bật được điện khoảng 1 đến 2 bóng đèn típ trong cái phòng khoảng 3-40 mét vuông là chiếu ok.
Đấy, các bác muốn xem đẹp hơn thì tắt bớt điện đi. Đó, ok chưa ạ? Máy đây nhá. Đó, vẫn là nó đấy. Loa rất to và trong. Máy chạy công nghệ DLB. Giá là 2.6 triệu. Đó, nhanh gọn luôn. 2.6 triệu cho các bác nhá. Cuối năm rồi để cho các bác cái giá quá hợp lý. Các bác nào ưng thì cứ liên hệ với em. Em sẽ để cái số điện thoại ở bên dưới phần mô tả, các bác có thể gọi điện trực tiếp hoặc nhắn tin qua Zalo hoặc nhắn tin qua fanpage cho em nhá. Cảm ơn tất cả các bác. Các bác xem video thì nhớ đăng ký kênh để ủng hộ em và bấm vào cái chuông thông báo để nhận nhiều cái video mới nhất của em nhé. Cảm ơn tất cả các bác. Chào các bác.